Hôm qua 26 tháng 7, tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga đăng trên Telegram video quay về buồng lái chiến đấu của nước này áp sát máy bay không người lái UAV MQ-9 của Mỹ trên bầu trời Syria. Trong cảnh đầu tiên, một máy bay thuộc họ Su-27 lượn vòng và thả mồi bẫy nhiệt xuống UAV Mỹ. Cảnh sau đó cho thấy tiêm kích bom Su-34 bay bằng tiếp cận từ phía sau và phóng hàng loạt mũi bẫy nhiệt khi bay qua đầu chiếc MQ-9, có thời điểm khiến UAV Mỹ bị rung lắc đột ngột. Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ Absent cáo buộc tiêm kích Su-34S Nga hôm 23 tháng 7 áp sát và thả mồi bẫy nhiệt khiến một chiếc MQ-9 bị hỏng cánh quạt trên vùng trời Syria. Chuẩn đô đốc Oleg Gurinov, phó lãnh đạo trung tâm hòa giải các phe đối lập ở Syria của Nga, nói rằng có thêm một vụ chạm mặt giữa phi cơ hai nước vào sáng ngày 26 tháng 7. UAV Mỹ bay quá gần biên đội chiến đấu của Nga. Hệ thống cảnh báo trên những chiếc Su-34, Su-35S phát hiện máy bay đang bị nhắm mục tiêu và tự động phóng mồi bẫy, ông nói. Chuẩn đô đốc Gurinov nói rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã vi phạm quy tắc giảm căng thẳng khoảng 10 lần trong vòng 24 giờ trước đó khi thường xuyên triển khai máy bay không người lái UAV tại vùng trời Syria mà không thông báo cho phía Nga. Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai căn cứ bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông, trong khi Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các đồng minh của họ ở Syria được bảo vệ. Nga bắt đầu gia tăng hoạt động quân sự từ tháng 3 trong bối cảnh Moscow, Tehran và Damascus tăng cường phối hợp để gây sức ép buộc Washington rút quân khỏi Syria. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đầu tháng này nói rằng lực lượng Mỹ hiện diện ở Syria trái với chuẩn mực và luật pháp quốc tế.